Đội hình Chelsea dưới thời John Terry. John Terry được cho là có thể thay thế Graham Potter dẫn dắt Chelsea. Nếu trở thành tân huấn luyện viên của The Blue, huyền thoại sân Stamford Bridge sẽ nỗ lực đưa về Declan Rice, thủ môn Kepa Arrizabalaga, hậu vệ Ben Chilwell, hậu vệ Rich James, trung vệ Wesley Fofana, trung vệ Konsa, tiền vệ Mason Mount, tiền vệ Declan Rice, tiền vệ Enzo Fernandez, tiền đạo Raheem Sterling, tiền đạo Watkins, tiền đạo Nonny Maduke. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.